zombie apocalypse. Đây là dòng máy Atman 105S, máy có công suất là 37W. Lưu lượng nước của nó chảy trong 1 giờ lên tới 3 khối, tương đối lớn. Khả năng đẩy cao của máy lên tới 3m, cái này các bạn có thể làm cái đài phun nước được nè. Thường thì người chơi sẽ sử dụng cho các hồ ngoài trời. Còn các bạn chơi hồ cá cảnh thì cái này lắp cho các những cái hồ 1,5m á, xài cực kỳ sạch. Thì cách mình tính thì cái hồ 1,5m chắc cũng khoảng tầm 300 đến 400 lít nước, xài rất tốt. Các bạn cứ dài nhân rộng nhân cao sẽ ra thể tích nha. Đây là các phụ kiện đi theo máy. Tổng quan của máy sẽ có những cái phụ kiện giống như vậy. Máy này cầm lên cực kỳ nặng luôn, nhấc không nổi luôn. Đây là cái ống nối đầu tiên của cái máy. Ống nối này sử dụng phi 19, nhưng các bạn có thể cắm các cái ống nước từ 20 đến 21 vô vẫn bình thường nha. Cách lắp của nó như vậy, gắn vô cái là nhìn cao lên một khúc luôn. Đó. Ống này dùng để đẩy nước lên phía trên nè. Các bạn có thể làm mấy cái đài phun nước đồ cũng rất là vui nha. Máy này đủ công suất làm được chuyện đó. Để mình gắn cái ống thứ hai vô cho các bạn. Cái ống thứ hai này các bạn sử dụng ống nước 21 và không có thể nào gắn được ở ngay đây được đâu nha. Các bạn thấy nè, nó quay lồng mồng. Cái ống này nó sẽ gắn ở phía bên trong của cái máy. Thường để cho các anh em chơi dùng để chế đồ rất là thích hợp. Thì sau đây mình sẽ chỉ các bạn cách mở cái máy ra để lắp đặt và vệ sinh cái máy mỗi khi nó bị dơ.
với các dòng máy bơm giống như vậy. Sau một thời gian, những vị trí ở các khe như vậy nó sẽ rất nhiều đồ dơ, nó bám dơ rất nhiều, máy sẽ tự nhiên nó sẽ chạy chậm đi, thì buộc lòng các bạn phải tháo ra để vệ sinh. Cách tháo ra của nó sẽ giống như cái máy Atman 30, là các bạn sẽ quay cái ngang thân giống vậy nè và đẩy một cái nhẹ ra là nó sẽ ra khỏi cái khớp. Các bạn cứ nhìn cái clip của mình làm, các bạn bắt chước theo một lần thôi là các bạn có thể mở cái máy ra rất là bình thường, không bao giờ bị sợ hư gãy cái chốt. Vậy đây là cái kinh nghiệm mình đã sử dụng rất là nhiều máy rồi. Đây, cái ống này là để cái lỗ này để gắn cái ống nút đãi mình nói với các bạn nè. Các bạn chỉ việc gắn vào đây, vậy là xong. Thì cái này dùng để mọi người để chế đồ đây, thì để bữa nào mình sẽ làm cho các bạn những cái clip chế những cái đồ để mà vừa lọc mặt dưới và lọc phía trên cái mặt nước của hồ cá, gọi là lọc ván đó các bạn. Đây, nguyên bản để mà nó chế đồ giống vậy. Thì cái đầu hút này các bạn có thể chế cái máy nằm đây, cái hút ở nằm tuốt ở đằng xa. Cái này dùng để chế mấy cái hồ ở ngoài trời rất là hợp lý, mà công suất này máy này lại mạnh nữa nên sử dụng rất là tốt. Lúc này các bạn chỉ cần mua thêm ống nối và co nữa là có thể làm một cái máy bơm ngoài trời, hoặc là chế đồ một cách hoàn chỉnh luôn. Giờ mình sẽ chỉ các bạn tháo cái máy ra phía bên trong để mà tiến hành vệ sinh nó. Như các bạn thấy ngoài đây thì trước khi mở được cái nắp motor máy thì chúng ta phải mở cái nắp ngàm này ra trước. Cái nắp này sẽ giữ cho cái motor máy nó đứng yên hoạt động tốt. Đây, so với các dòng máy khác, các bạn không thể nào xoay tới xoay lui để mà có thể giật cái này lên được. Không, các bạn thấy không, không thể xoay được, các bạn để ý nha. Thì cái này các bạn phải để nghiêng máy qua tí xíu, các bạn để giống như mình như vậy nè. Lúc này bạn ấn và đẩy nó lên nhẹ như vậy là nó sẽ bung lên rất nhẹ nhàng. Các bạn chỉ cần nhìn quan sát một lần thôi là có thể làm được, đảm bảo các bạn không bao giờ làm hư hỏng máy và gãy ngàm nếu như các bạn làm đúng như những gì mình hướng dẫn. Sau khi mở ra xong, các bạn phải vệ sinh cái motor quay này đây. Chính cái motor quay này là làm cho máy các bạn yếu, bởi vì nó đã bám nhiều đồ dơ, thậm chí là tóc tai rác rến rồi nó quấn chung quanh cái motor quay này, các bạn phải gỡ ra hết. Ngoài cái motor quay bị dơ ra thì trong cái khe này, hỏi nói đi, một khi máy chậm thì trong cái lỗ của motor quay này đồ dơ rất là nhiều luôn. Thì các bạn cứ giật ống trắng ra và vệ sinh sạch sẽ, sau đó thì các bạn cứ giống như mình nè, thả vô cái rất là nhạy, một bắt một là vô. Cuối cùng là cái nắp này mình cứ đẩy vô, đẩy hẳn vô nha các bạn. Lúc nãy là các bạn nghiêng để bẫy nó lên, thì giờ con đẩy hẳn nó vô đó. Rồi cứ đẩy chặt vô cái, chỉ cần một lon cao su nó đi vào bên trong là được. Vậy là xong. Cuối cùng là các bạn lắp cái nắp để nó giữ lại. Công nhận cái máy Atman nó thiết kế chắc chắn, đã cầm sướng tay. Các bạn cứ xoay xong vô ngàm, cầm thấy chắc, vô liền luôn ha. Vậy là xong, các bạn có thể vệ sinh máy 105S một cách cực kỳ dễ dàng. Máy lúc này của bạn sẽ thành một máy mới, và cuối cùng bạn gắn nắp vô, ok, hoàn chỉnh. Nếu các bạn cảm thấy có ích thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Đối với dòng Atman này, mình sẽ chỉ thêm cho bạn một cái rất là hay. Các bạn thấy không? Cái này có thể xoay tới xoay lui được. Cái này cái đế chân của nó đó. Lúc này các bạn có thể cái đế chân nằm ngang giống vậy để cho máy nó có thể đứng chắc chắn hơn. Nhưng mà ở những cái vị trí mà nó chật quá thì các bạn có thể xoay ngược lại như vậy. Còn như cái đế chân xoay của nó có thể xoay 360 độ, các bạn có thể xoay tới xoay lui một cách thoải mái. Đây là một trong những cái máy bơm rất tốt, rất đáng tiền mua. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hãy đăng ký kênh.